Kính thưa quý vị, từ trước đến nay, việc xếp hàng chờ đến lượt khi cần làm các thủ tục hành chính luôn khiến cho người dân và cả nhân viên nhà nước tốn rất nhiều thời gian và công sức. Nếu quá đông, có người phải mất cả ngày để ngồi chờ đợi. Điều này khiến cho nhiều người cảm thấy ngán ngẩm mỗi khi nhắc đến cơ quan hành chính. Như quý vị biết không ạ, sáng ngày 8 tháng 3, Ủy ban Nhân dân quận 6 thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ công bố vận hành hệ thống tiếp nhận và trả hồ sơ tự động 24/7 thông qua trụ tiếp nhận trả hồ sơ tự động đặt trước bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Hệ thống tiếp nhận và trả hồ sơ tự động 24/7 đưa vào vận hành sẽ tạo sự thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và công chức, cơ quan nhà nước trong việc giải quyết thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức, giảm dần việc trực tiếp nộp và nhận kết quả tại bộ phận một cửa. Hệ thống cung cấp 5 thủ tục hành chính gồm đăng ký thành lập hộ kinh doanh, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tạm dừng hoạt động hộ kinh doanh, cấp lại giấy phép xây dựng, cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng. Bên cạnh đó còn có chức năng trả 8 thủ tục hành chính mức độ 3 không thu phí tại máy, gồm thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh, thủ tục đăng ký nội dung lao động, thủ tục gửi thỏa ước lao động tập thể, cấp giấy phép đào đường vỉa hè, gia hạn cấp phép đào đường vỉa hè, cấp giấy phép tạm dừng sử dụng vỉa hè, xác định nhà không thuộc diện nhà nước quản lý, thẩm định bản vẽ hiện trạng nhà ở, đồng thời cung cấp thông tin tuyên truyền chủ trương chính sách pháp luật và hỗ trợ khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan. Quy trình nộp hồ sơ tại hệ thống gồm bước 1, chọn nộp hồ sơ trực tiếp tại máy, bước 2, chọn thủ tục cần thực hiện, chuẩn bị thành phần hồ sơ theo quy định của thủ tục và cho vào bì hồ sơ, bước 3, đưa túi hồ sơ vào khay nộp hồ sơ, nộp phí lệ phí theo quy định nếu thủ tục có thu phí, bước 4, nhận biên nhận tại khay biên nhận. Quy trình nhận kết quả gồm bước 1, chọn nhận kết quả hồ sơ, bước 2, nhập mã biên nhận, bước 3, nhận kết quả tại khay trả hồ sơ, bước 4, đánh giá chất lượng dịch vụ.